Hạnh ngộ các chư vị đạo hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị đạo hữu tập 38 của bộ truyện Mật Thám Phòng Vân. Chư vị đừng tiếc một hai giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn. Nhóm người nhanh chóng lách qua hàng rào vào trong doanh trại, áp sát vào cái lều kia. Không hiểu sao, Lang Phong lại rất có hứng thú với cái lều nọ. Càng tiến lại gần, Lang Phong càng cảm thấy kỳ lạ. Thần thức của hắn không cách nào có thể nhìn xuyên qua cái lều kia được. Có mẹ nó, cái gì đây? Cái gì đây? Lại là cấm chế sao? Đây là lần thứ hai Lang Phong dùng thần thức lại bị chặn như vậy. Lần đầu là ở đồ phường của Diễm Tuyết Cơ. Kể từ sau khi đột phá, Lang Phong có chút tự tin vào thứ này. Hắn tuy e ngại đã ít dùng nó đi, nhưng vẫn nghĩ thứ này châu bò thiên hạ chắc không có tường khắc. Muốn dò ở đâu thì cứ dò ở đó. Bởi kể cả lần đụng mấy cao thủ Liễu Thành Nghi mà hắn vẫn còn dùng tốt. Nhưng có điều, thiên hạ rộng lớn, Lang Phong rốt cục đụng phải cấm chế, cũng hy vọng chỉ là vật tĩnh, mong là không phải có cao thủ bên trong đang chờ hắn. Mà tạm thời bỏ qua cái cấm chế kia, Lang Phong và Nguyệt Dung đi đầu, đám Chu Tiểu Xuyên, Triệu Tử Long cùng vài người ưng tổ cúi người đi theo. Đến điểm ném mồi lửa vào lều, thấy Nguyệt Dung vẫn cứ tiến lên, Lang Phong không kìm được hỏi nhỏ: "Ê, làm gì đấy?" Nguyệt Dung nhìn chằm chằm mấy tên cận vệ ở xa. Đi vào sâu một chút, xem ra là đại nhân vật đấy. Lang Phong biết cô gái này có tinh thần thổ ngoại bang hơn mình, hắn nhắc: "Ấy, không nên, tình hình không ổn, gây động rồi rút thôi." Có gì mà không ổn? Nguyệt Dung khó hiểu hỏi lại. Ngay lúc định nói tiếp thì Lang Phong biết là đã bị lộ. Hắn dùng thủ đoạn phi đao ném mồi lửa, đồng thời hô lên: "Ném, rút!" Và con mẹ nó, kế hoạch không như ý. Lang Phong vừa lùi được vài bước, lính Bắc Kim không biết từ đâu tràn ra vây lấy nhóm Lang Phong, kể cả ở phía sau. Lang Phong rút phi đao phóng ra, vài tên đã ngã xuống, sau đó bọn chúng lập tức chuyển sang thế phòng thủ. Lang Phong biết là không thể dùng tiếp. "Đã tới đây rồi, thì ở lại đây đi." Một giọng nam vang lên, nghe có vẻ lở lợ, xem ra không phải người Trung Nguyên. Lăng Phong quay lại nhìn, chỉ thấy người kia giáp trụ chỉ hở mặt, tuổi xem chừng chưa tới 30. Lăng Phong thấy vô cùng kỳ quái, những người theo hắn vào đây đều là hảo thủ cả, từ đầu tới giờ cũng không gây ra lỗi lầm nào. Mà ngoài ra, hắn có thần thức bá đạo, gần như đi đến đâu đều quét một vòng mấy trượng xung quanh, nhưng không hề thấy gì. Con mẹ nó, hay là Thiệu Huy xảy ra chuyện nên quân địch cảnh giác? Nhưng điều này cũng không đúng nha, vì hai bên đã hẹn thời điểm cùng vào. Chỉ e hành tung của mật thám ti đã bị lộ từ sớm, ít nhất là từ lúc đám Lăng Phong vượt sông. Thế nhưng, lúc bị phát hiện, thậm chí phía sau lưng cũng có lính ảo ra, nghĩa là kể cả hướng đột nhập, đối phương cũng đã nắm trong tay. Như vậy, trừ khi có nội gián, bên Lăng Phong tính toán cái gì thì liền lộ cái đó. Bây giờ có suy nghĩ nhiều thì cũng là vô ích. Lăng Phong quyết định phá vây, hắn phóng người về phía sau. Nguyệt Dung và những người khác cũng ngay lập tức hành động, rút chùy thủ ra đánh về sau, hòng tìm đường thoát vây. Tên tướng quân hô lên gì đó, Lăng Phong chỉ hiểu sơ sơ, hình như là nói muốn vây hắn lại vì gã kia nói là tiếng nữ chân. Lăng Phong làm đô mật sứ phụ trách Bắc Kim, nhưng hắn mới chỉ kịp học vài từ nữ chân cơ bản mà thôi. Khả năng di chuyển của tên tướng quân kia rất là khủng bố, nháy một cái đã áp sát Lăng Phong.
Lăng Phong vừa áp sát, hạ được một tên thì nghe tiếng xé gió phía sau, hắn biết có người tập kích. Lăng Phong nhanh tay chụp lấy cây đại đao từ tên lính trước mắt. Lăng Phong vòng tay để đại đao chặn sau lưng lại, thần thức giúp hắn nhìn cả sau lưng. Sau đó, cứ thế ngửa người để đại đao chống thẳng xuống đất, cong chân nằm ngang, dùng đại đao làm trục quay. Chân thì thi triển hoạt bất lưu thủ xoay người cực nhanh. Ngay khi quay được 1/4 vòng, Lăng Phong dùng chiêu thứ nhất, âm hồn bất tán, phóng liên tiếp 3 cây phi đao, đồng thời lộn người đứng thẳng. Đây đã là cực hạn tốc độ của Lăng Phong hiện tại. Chiêu âm hồn bất tán này bình thường phải xoay người ném ra sau, nay vừa tư thế cần dùng. Mà nói thì dài, chuyện chỉ trong chớp mắt. Trong một thời gian ngắn, Lăng Phong có thể nghĩ ra một chuỗi hành động như vậy cũng nhờ việc luyện ít. Trong luyện võ, học nhiều thứ không hẳn là đã tốt. Lăng Phong trong suốt thời gian qua vẫn kiên trì, đạt ma quyền chỉ nắm cơ bản. Dương gia thương pháp mười mấy chiêu, hắn chỉ luyện đúng một chiêu đầu tiên. Thiên ma truy hồn đao chỉ luyện 2 chiêu, thậm chí không thèm nhìn đến chiêu thứ 3. Lăng Phong luôn chủ trương đấm thẳng mà khổ luyện đến tận cùng thì cũng có cái hay của nó. Bất kể địch dùng cái chiêu thức gì, cứ đấm thẳng, đấm vỡ mồm nó là được. Lúc đó đối phương dù biết mình chỉ đấm thẳng nhưng đỡ không nổi nên vẫn phải chịu thua. Biết ít nhưng kỹ giúp Lăng Phong lúc gấp gáp có thể bộc phát không cần nghĩ thứ tự. Nhưng rất tiếc, đối thủ của Lăng Phong không hề tệ. Phi đao của hắn phóng ra chỉ sượt nhẹ cổ đối phương. Xem ra Lăng Phong có tốc độ nhưng phán đoán vẫn thiếu một chút, chưa thể xếp vào hàng cao thủ như là Khả Lão. Tên kia nhảy lui ra sau, lấy lại tư thế, cười nói bằng tiếng Hán: "Ngươi thú vị đấy." Lăng Phong chả rảnh mà nói chuyện với thằng này. Với khả năng của Lăng Phong, muốn một mình thoát khỏi nơi này thì không có khó. Dù sao phía sau lưng bao vây chỉ có 2 lớp quân lính đơn giản. Lăng Phong phối hợp thần pháp và thần thức bá đạo cường mãnh thì chắc chắn là xông qua được. Nhưng có điều, huynh đệ đi theo có một số là người của Phong Vân Đoàn. Ngoài ra còn có nhóm của Nguyệt Dung. Nhóm Nguyệt Dung là ưng tổ, không giỏi đánh nhau cho lắm. Lăng Phong không thể ích kỷ mà chạy một mình, hắn tự nhủ sẽ là người đi cuối cùng. Lăng Phong đứng thẳng, lập tức áp sát tên tướng quân mà chém thẳng xuống. Tên kia vừa ngưng trọng liền cười, gã là cao thủ về đao. Nhìn cách ra chiêu của Lăng Phong, gã biết ngay đối phương không giỏi về đao pháp. Liên tiếp là tiếng kim loại va chạm vào nhau. Giằng co qua lại, Lăng Phong chủ yếu sử dụng hoạt bất lưu thủ, thấy sơ hở thì lại sát, thấy không ổn thì lại tách ra. Phần tên tướng quân kia thì rất là bực mình, cả một thân đao pháp không cách nào chém nát cái thằng trước mặt được. Tình hình của gã rất giống với tên đầu lĩnh của Triệu Hành đêm nọ, bị Lăng Phong chạy nhảy làm cho khủng lên. Và cuộc chiến giữa hai kẻ cầm đầu rất giống chó ngao và sư tử. Tên tướng quân gầm rú vang trời trong ức chế, còn Lăng Phong thì cứ phi ra phi vào để mà chọc tức. Bình thường, một kẻ luyện đao pháp thì thân pháp sẽ kém linh hoạt hơn. Bởi luyện đao đòi hỏi vững và mạnh, không giống Lăng Phong chuyên về nhanh và chính xác. Nhưng kéo dài như vậy lại có phần không ổn. Lăng Phong có đủ thực lực để đùa đối phương, nhưng các huynh đệ của hắn thì không. Ở phía sau, đội cận vệ kia tên nào cũng ngang ngửa đội viên Hắc Kỳ, vài người ưng tổ đã chịu không còn nổi. Lăng Phong hối hận không đem theo Tần Quyền và Lăng Hổ, hắn hơi chủ quan. Nếu có hai tên biến thái kia ở đây, xoay xoay vài cái, không chừng nguyên cả cái trại này nát bét. Tên kia hình như là hết kiên nhẫn, đột nhiên lùi ra hô: "Nỗ thủ!" Một dàn lính cầm nỗ dường như là chờ lệnh sẵn từ lâu, xuất hiện sau lưng tên tướng quân. Gã tuy một bụng tức mình, nhưng quả là thật hết cách với cái tên người tống trước mắt này. Không khác gì là con ruồi, bay ra bay vào, đập mãi mà chẳng được. Chú thích:
Nỗ, ý là cùng tiễn. Có mẹ nó, vãi, chơi đến cả nỗ luôn. Lăng Phong giật mình, hắn cảm nhận Nguyệt Dung ở sau đang run rẩy. Nếu một loạt nỗ tiễn bắn ra trong cự ly ngắn thế này, Lăng Phong dù có thần tiên luyện khí, luyện thần gì gì đó cũng thành nhím. Ở cái khoảng cách này, nỗ tiễn bắn ra gần như là vô địch, giống như là súng bắn vậy. Kể cả mặc áo chống đạn hiện đại, chỉ e cũng là vô ích. Chuyện rất nhanh, đầu óc Lăng Phong không kịp nghĩ gì cả. Theo phản xạ xông lên trước, đồng thời hét lên. Nằm xuống! Bắn! Khoan! Đồng thời, ba tiếng nói phát ra. Huynh đệ bên Hắc Kỳ phản ứng rất là nhanh. Ngay lúc thấy nỗ tiễn, không chờ Lăng Phong ra lệnh, đều nhào lộn nằm sấp. Đây là phản ứng được luyện trong kỳ đội. Bởi Lăng Phong lúc luyện thiên ma truy hồn đao, thậm chí dùng cả huynh đệ làm bia. Bản thân hắn cũng tự mình đứng ra làm bia cho huynh đệ luyện, trở thành một bài kiểm tra của Hắc Kỳ. Tất nhiên, phi đao đều thiết kế đặc biệt. Nhưng nhờ vậy, người ném cũng như người làm bia, phản xạ đều tăng. Chỉ tiếc, nhóm Ưng Tổ và Nguyệt Dung không qua huấn luyện như Hắc Kỳ, vẫn đứng chờ chờ ra đó. Tên tướng quân hô xong, không thấy nỗ tiên bắn ra, đang định xoay qua chửi cái thằng vương bắt đản nào dám trái lệnh, lại nhìn thấy bóng dáng của người nọ, mồm miệng liền méo sạch. Hàm Yên! Gã không kịp nói hết câu, cô gái kia cũng không kịp nói gì thêm, vì một bóng người đã sổng tới. Không ai khác, đó là Lăng Phong. Lăng Phong sẽ không đần độn mà đứng yên, rồi lại chờ diễn kịch nói chuyện phiếm. Lúc này tính mạng quan trọng, chỉ cần hở ra cơ hội là phải tận dụng ngay. Lúc vụt lên trước, hắn cũng chỉ biết xin lỗi Nguyệt Dung. Có cơ hội, Phong ca thay vì muốn xông tới, có thể quay lại ôm nàng ta, giống kiểu anh hùng cứu mỹ nhân cũng được. Nhưng một khi đã quyết không thể rút, khoảnh khắc này chậm một nhịp cũng đủ tự giết mình. Lăng Phong lao lên như tên bắn, gần lúc dùng hết khả năng hắn có, cùng lúc đoạn hồn quyết hai lần, đồng thời phất đao dùng chiêu nhất thương đoạt mạng, muốn giết chết tên tướng quân. Lăng Phong đánh cược, Nguyệt Dung có bị nổ bắn, biết đâu lại không chết, nhưng thằng kia chắc chắn sẽ phải ăn một đao xuyên đầu. Lăng Phong trong khoảnh khắc di chuyển, chợt thấy một ánh mắt này hắn cả đời không thể quên nổi. Ánh mắt của sự vui vẻ, tinh nghịch, thú vị và rất là kỳ quái. Trong tình huống này, còn có kẻ nào điên như thế? Hắn không kìm được mở rộng thần thức ra nhìn xem. Bình thường, trong lúc gấp rút, thần thức Lăng Phong sẽ thu hẹp lại để dồn sát thương lên tối đa, chuẩn bị cho đòn gây choáng. Cứ tưởng tượng từ một hình cầu nhắn lại thành một mũi tên, lúc đó tầm nhìn của Lăng Phong cũng sẽ thu hẹp lại tương ứng, giống như nhìn vào một cái kính viễn vọng. Phát! Lăng Phong vừa nhìn rõ thì chửi tục một từ tiếng Anh. Lăng Phong còn tưởng định lực nhìn mỹ nữ của hắn đã thành tông sư, ít ra nhìn Lý Sư Sư hắn cũng thấy bình thường. Nhưng không phải, tông sư thì khắc có đối thủ tương ứng trị. Nàng ta mặc một cái áo choàng lớn, cổ áo bằng lông thú trắng tinh, chỉ ló ra mỗi một khuôn mặt. Khuôn mặt kia, dù có bị điên thì cũng chả sao cả, vì nàng ta thuộc vào cái loại đẹp tuyệt luôn. Còn mẹ nó, lại ngu vì gái rồi. Lăng Phong hối hận, bởi trong khoảnh khắc kia, hắn đã bị bản tính máu gái làm đổi hướng di chuyển. Lăng Phong chuyển hướng đao sang cô gái kia. Tên tướng quân vừa tư thế né đao xong, bị chậm một nhịp, gã hoảng hồn vùng đao chặn nhưng đã quá muộn. Lăng Phong dĩ nhiên không muốn giết một tuyệt sắc gia nhân như vậy, bởi nếu chỉ có một cơ hội ra tay thì giết tên tướng quân kia thì còn có lý hơn. Nàng kia thấy đao tới, thái độ rất là bình thản, mắt vẫn quan sát Lăng Phong, miệng nở nụ cười. Một điệu cười rất là ma quái, vừa ngây thơ vừa thầm thúy. Hai thứ không thể xuất hiện cùng lúc lại cứ thế mà xuất hiện. Lăng Phong tay cầm đao đâm cách bên mặt nàng ta. Hắn vòng tay cầm đao, đang săn đà ôm vai nàng ta xoay tròn một vòng mới đứng lại.
Cảnh này rất là kinh điển. Hắn và nàng mắt đối mắt, trong mắt Lăng Phong là thưởng thức, còn trong mắt cô gái kia là vẻ thú vị. Chỉ tiếc cô gái chỉ để lộ mặt, áo choàng bằng bông quá là dày, không thể cảm nhận thân thể gì được. Nhưng chắc chắn là cực phẩm, Lăng Phong thầm hồ đáng tiếc. Bên Kim sợ hãi, bên Ưng Tổ thì ngơ ngác. Riêng đám Hắc Kỳ đang nằm dưới đất đều không coi vào đâu, đều nghĩ lão đại đúng là lão đại. Lúc khẩn yếu vẫn có thể xuất chiêu đẹp như vậy, còn tiện thể ôm người đẹp vào lòng. Còn mẹ nó. Hai nhân vật chính đứng lại, Lăng Phong đứng lệch sang bên trái của nàng, tay phải vòng ra sau, kề đao vào cổ, tay trái khóa hai tay nàng ta lại. Cô nàng này cả người đều kín mít, ngay cả bàn tay cũng bị áo lồng che kín. Cô gái kia nghiêng đầu nhìn Lăng Phong, cất tiếng như đùa cợt. Người Tống thật là thú vị, bên đánh lạc hướng thì toàn là cao thủ, bên ám sát thì quá dễ mà đối phó. Lăng Phong nghe không hiểu tiếng nữ chân, vẫn còn ngẩn ra một lúc mới nói. Nàng nói tiếng Hán đi. Vừa nói, hắn vừa kéo cô gái di chuyển chậm chạp về phía nhóm Hắc Kỳ. Quân Kim chỉ theo dõi, không ai dám manh động. Thả quân chúa ra! Tên tướng quân hét lên nhưng vẫn đứng yên. Phía bên kia, một người Ưng Tổ dịch cơ vừa rồi cho Nguyệt Dung, nàng hỏi lại. Ý ngươi là gì? Tên tướng quân hô lên, hiện vẻ khoái trá. Còn ý gì nữa? Tất cả đều đã xong, chỉ còn mấy người các người thôi. Thất bại. Nguyệt Dung ánh mắt hơi hoảng loạn. Lăng Phong nghe thấy giọng Nguyệt Dung run run, liền hô lên trấn an. Bình tĩnh đi. Lăng Phong dù hám gái thật, nhưng lúc này đã tỉnh táo, biết cái gì quan trọng hơn. Nhìn phản ứng của phe Kim, Lăng Phong biết mình đang lợi thế hơn. Tên tướng quân kia mặc dù ánh mắt rực lửa, tay cầm đao gần nổi cả lên, nhưng không hề có động tác nào quá mức. Gã giống như đang chờ quận chúa kia ra tín hiệu thì mới dám làm. Còn đám linh kim thì căm thù đâu không thấy, chỉ thấy vừa hâm mộ, vừa ghen tị, lại vừa sợ hãi hiện rõ trên mặt. Khống chế quận chúa này là cách cực hay để cả đoàn rút về bên kia sông. Nói cho cùng, kể cả vừa rồi Lăng Phong liều lĩnh phá vây, chỉ sợ khó mà chạy về Tống ổn thỏa. Người ta xài đều là cung tiễn, còn chưa kể đến ngựa chiến nhà. Vị quận chúa kia vẫn ngước nhìn Lăng Phong, hai người mặt kề mặt. Lăng Phong phải rất kiềm chế để không hôn lên má nàng ta. Cô gái này hình như là vừa mới tắm xong, làn da mượt mà trắng nõn, đôi môi đỏ mọng ướt át, dụ hoặc còn mẹ nó, quá là dụ hoặc khủng bố nha. Hai người rất giống một đôi phu thê mặt nồng, ôm nhau tâm sự giật trốn đồng người. chỉ khác là người chồng lại gác đao lên cổ người vợ. Nàng ta bỗng hỏi bằng tiếng Hán. Người tên là gì? Vô danh sát thủ. Nhân tiện, mấy cái biệt hiệu gì gì đó sát thủ này, về sau xem chừng phải nghĩ là nhiều một chút, cứ mỗi chuyến thì dùng một cái. Hai người quá sát nhau, Lăng Phong thậm chí ngửi được mùi hương cơ thể của nàng ta là mùi nhẹ nhàng của hoa nhài. Cô gái cười đùa. Không muốn nói thì thôi vậy, ngươi sang phục vụ Kim Quốc nhá, muốn bao nhiêu tiền tài thì đều có thể. Có mẹ nó, hóa ra cô ta nói tiếng Hán hay như vậy. Lăng Phong thầm nghĩ. Hương thơm từ miệng nàng ta cứ phà vào mặt Lăng Phong, khiến phía dưới của phòng ca bắt đầu rụp rịch. Có mẹ nó, bình tĩnh, ta đang khống chế nàng ta nè. Lăng Phong phải tự trấn an. Hắn quay mặt nhìn ra chỗ khác, nói trống không. Vậy nhiều cỡ nào? Trong đầu hắn đang suy nghĩ cách kéo được toàn đội rời đi. Nhiệm vụ chung là giết tên thần y gì gì đó kia, nhưng đó là nhiệm vụ của Thiệu Huy. Bên Lăng Phong thì không có cái trách nhiệm này. Nếu Lăng Phong là kẻ khác, rất có thể sẽ đổi mạng với vị quận chúa này cũng nên. Nhưng rất tiếc, Lăng Phong sẽ không bán mạng vớ vẩn như vậy,
hắn muốn an toàn mà rút lui. Quận chúa kia nói, xem nào, chức vụ cao hơn, còn về tiền tài, Kim Quốc cái gì cũng thiếu, chỉ tiền là không thiếu thôi. Vậy mỹ nữ thì sao? Lăng Phong cười cười. Có tiền thì mỹ nữ cơ nào cũng có. Vậy cô thì sao? Lăng Phong quay mặt lại hỏi. Vị quận chúa kia trái lại không tỏ ra e lệ gì cả, nhưng không đáp, chỉ mỉm cười, giống như nàng đang khiêu khích Lăng Phong. Hỗn xược, ngươi! Tên tướng quân lại hét lên, sau đó lại nhịn. Nguyệt Dung vừa tức giận vừa lo lắng đến run cả lên. Nàng lo tên họ Lăng sẽ đầu hàng thật, vậy thì thảm rồi. Lăng Phong bị cô gái này làm cho mờ mịt. Hắn biết vị quận chúa này chính là người ở trong lều kia, nhưng lúc trước dùng thần thức lại không nhìn vào trong được, không loại trừ khả năng chính cô ta là cao thủ hơn cả hắn. Cái thái độ cười cợt bình thản của cô ta khiến Lăng Phong đoán giả đoán non đến đau cả đầu. Một quận chúa trẻ bị kề đao vào cổ, nhưng ngay cả chút run rẩy cũng không có, chỉ có vài khả năng. Chắc là đại loại bị bệnh ngu ngốc điên khùng, hoặc tự tin nắm trong tay toàn cục, hoặc ngông cuồng đến mức bá đạo, hoặc tâm tính được rèn luyện qua. Thật con mẹ nó kỳ quái mà, Lăng Phong chửi thầm. Hắn đã đi về sát nhóm Nguyệt Dung, nói nhỏ. Lùi! Vị quận chúa lại lên tiếng. Chuyện về phục vụ cho Kim Quốc, ngươi quyết định làm sao? Thì về tống ta sẽ nói. Nói rồi, Lăng Phong hét to lên. Tất cả hạ hết nỗ tiễn xuống! Lúc này, đang quan trọng. Lỡ thằng nào bên kia nhìn phòng ca xúc động run tay thì bỏ mẹ. Tên đầu lĩnh mắt đỏ rực lên, dù rất là không muốn, nhưng đành giơ tay phẫy một cái. Bọn ta qua sông thì nàng ta sẽ được vô sự. Lăng Phong ra điều kiện, hắn không muốn đêm dài lắm mộng. Chúng ta làm sao mà tin ngươi? Ta cũng đếch cần ngươi tin, làm là được. Nhìn tên tướng quân ánh mắt như ra hiệu gì đó, Lăng Phong nhắc lớn. Ai, đừng có mà thách thức ông mày. Đằng sau trước mắt cả dặn ông đều nhìn thấy rõ. Chẳng may lỡ tay cứa cổ nàng ta, chết thì chết chủ đấy. Lăng Phong vừa nói vừa lùi. Lính Kim ở sau cũng tản ra, cả nhóm đi dần ra ngoài chạy. Vị quận chúa kia lại hỏi, vậy tiếp theo ngươi sẽ làm gì? Cô bị điên à? Ta thi thoảng cũng bị điên. Còn mẹ nó, hết cách nha. Lăng Phong quả thật chịu thua. Một điệu cười rất là vui vẻ, thoải mái. Phần Nguyệt Dung bên cạnh thì rất là căng thẳng. Nàng cũng là tổ trưởng một tổ, nhưng lúc này mất hết khả năng chỉ huy. Lần ở bờ sông với Triệu Hành cũng thế, bị tên tập sự này bắt về chỗ là phải về chỗ. Nguyệt Dung nhịn không được hỏi câu vừa rồi. Vậy tiếp theo phải làm sao? Thế cứ đi theo ta, giờ nói ra chẳng phải để cô ta nghe hết sao? Lăng Phong cũng phải đến quỳ thua hai cái người đẹp này, cứ đi theo là được rồi, hỏi rõ là lắm. Lúc này vẫn còn địch nhân ở đây, làm sao mà nói ra? Quận chúa lại lên tiếng. Ngươi vào mật thám ti từ lúc nào vậy? Có phải người mới đúng không? Thì nghe nói lần này gặp mặt mỹ nữ Bắc Kim, ta bản thân xin tham gia. Ngươi đang nói ta à? Lăng Phong không đáp, cả đội đã lùi ra gần bờ sông, cả trại lính Kim vẫn bảo trì khoảng cách về hắn. Lăng Phong nói to. Các ngươi đừng hết ở đó. Cái gì? Ngươi dám? Tên tướng quân phát điên lên. Chuyện này thua thiệt trong tay cái thằng người tống quá là nhiều. Xạ thủ trong quân thì không thiếu, bản thân gã cũng tự tin có thể từ khoảng cách này mà bắn xuyên cổ tên kia. Nhưng vì giá trị đám người tống chả là gì, trong khi quận chúa lại quá là quan trọng,
nên đến giờ gã cũng không dám động thủ. Tên người Tống kia phản xạ rất là nhanh, nếu chẳng may trước khi chết kịp làm gì đó là hỏng rồi. Quận chúa chỉ cần có chuyện, cả cái trại này chỉ sợ bọn họ đều bị đem ra chém hết, chưa kể cả Kim Quốc sẽ sinh ra hỗn loạn. Dù gã và nàng ta là thân huynh muội, nhưng trong mắt phụ vương, gã không bằng một phần của người em gái kia. Ngay cả bản thân gã cũng tâm phục khẩu phục, tự biết là mình thua kém. Doanh trại ngay gần bờ sông, Lăng Phong tìm thấy đám Tần Quyền núp gần đó, hắn đánh mắt với Tần Quyền. Tần Quyền lắc lắc đầu, đằng sau gã vài huynh đệ đã khập khiễng, xem ra đường qua sông cũng đã bị đối phương nắm rõ, Tần Quyền cũng vừa khổ chiến một trận. Ngay sau đó, Tần Quyền cũng ngờ ra, ánh mắt như muốn hỏi Lăng Phong, có mẹ nó, cô gái kia là ai? Trúc Công Cẩn nhỏ giọng một bên, đại ca, Tử Long không ổn rồi. Triệu Tử Long và vài đứa bị thương nặng, Lăng Phong đầu to như cây đấu, trách nhiệm bảo vệ nhiều người khiến hắn rất là căng thẳng. Vừa rồi, có lúc hắn muốn bỏ tất cả, một mình thoát thân, nhưng lại không làm được. Hắn kề sát miệng vào tai quận chúa kia, tiện thể hít một hơi hương thơm. Lần này, phải nhờ quận chúa giúp một tay rồi. Được thôi. Quận chúa cũng không để ý hành động của Lăng Phong, vẫn tiếp tục dụ hàng. Ngươi dù về lại bờ bên kia thì cũng chịu chết thôi, ở lại đây phục vụ cho chúng ta thì không hơn sao? Lăng Phong chỉ hừ nhẹ. Con mẹ nó, lúc trước xem phim nhiều, quên mất tiêu khủng bố bắt con tin thoát ra sao, hình như là đòi trực thăng các loại nhà. Quận chúa kia bỗng hỏi, Người không thắc mắc tại sao mình bị vây sao? Lăng Phong hờ hững. Là vài tên nội gian mà thôi. Lăng Phong biết thừa, cô nàng này muốn chơi tiểu xảo ly gián câu giờ gì đó. Hắn không ngần ngại mà nói luôn, đỡ bị nàng ta nhiều chuyện. Càng ngày, bản quận chúa càng thích ngươi, rất là thông minh. Đến lúc này, giọng điệu của nàng ta dần lộ ra, không còn điên trẻ con như lúc đầu nữa. Lăng Phong biết, vị quận chúa này quan trọng, nhưng đến mức nào thì không chắc. Lỡ như vì quá tự tin mà ra điều kiện quá đáng, bên Kim cá chết đới rách, giết sạch xanh xanh kể cả quận chúa, cùng lắm báo lên trên cái gì là thích khách hãm hại, đổ đại lên đầu một đám lính tắc trách nào đó. Kiểu chuyện này Lăng Phong đã từng nghe qua, hắn không thể làm căng. Lăng Phong hét lên, dừng lại hết. Lăng Phong bắt đầu ra điều kiện với quận chúa. Sắp xếp đường về cho chúng ta, ta sẽ thả ngươi. Ngươi không sợ ta sắp một cái bẫy cho ngươi sao? Ngươi căn bản là không nghĩ sẽ còn có chuyện này, sẽ không có sẵn nhiều bẫy như vậy để mà đối phó chúng ta. Đến lúc này rồi, hắn có bao nhiêu tự tin đành móc ra dùng hết, đánh đại một lần đi. Được thì ăn cả, ngã thì về không. Tính ngươi rất là thông minh, tên Thiệu Huy kia không chịu nói gì về ngươi, làm ta không có tính sẵn. Quận chúa nói như bâng quơ, và vô tình tiết lộ ra cái tên Thiệu Huy. Nguyệt Dung bên cạnh giật mình. Thiệu Huy, đáng chết mà. Ngươi giở trò ly gián cái gì đây? Lăng Phong khó chịu. Hắn không tin lời cô gái này, tự nhiên không đâu lại tiết lộ nội gián. Nội gián thì chắc chắn là có, nhưng mật thám Kim chả dễ dàng gì cài được vào người của phe Tống. Cứ để vậy không tốt hơn sao, lại để lộ ra. Rõ ràng là không ai hỏi, cô gái này cứ như là cố tình nói ra. Lăng Phong không nhìn thấy phản ứng trên mặt của vị quận chúa. Nàng trên mặt ý cười càng đậm, vì Lăng Phong nói bừa mấy lần đều trúng cả. Lăng Phong nhắc lại, ai, đừng có lẻ mẻ, ra lệnh đi. Quận chúa nói bằng tiếng nữ chân. Sắp xếp lại hai chiếc thuyền, đúng tầm bắn mà hắn vẫn chưa thả ta ra thì cứ loạn tiễn là được.
Lăng Phong nghe không hiểu, phải quay lưng nhìn tên Ưng Tổ giỏi tiếng nữ trần, thấy gã kia gật đầu thì mới dám yên tâm. Có mẹ nó, chuyện này mà về, lão tử phải học ngoại ngữ gấp. Lăng Phong nghĩ thầm. Tên tần quân hét lên. Quận chúa, không thể. Nhưng ta nói thì có thể, làm đi. Lăng Phong quát. Cả đội lên thuyền đi dần ra giữa sông. Lăng Phong nói với tần quyền. Dẫn tất cả sang thuyền kia, đi về trước đi. Vậy còn huynh? Tần quyền hỏi lại. Thì các ngươi an toàn thì ta sẽ đi sau. Nếu không, chúng bắn một loạt tiễn, chúng ta tiểu hết đấy. Nhưng... Nguyệt Dung lo lắng muốn nói gì đó. Tần quyền đã kéo nàng ta qua thuyền. Sông này không rộng, cung tiễn thủ bình thường cũng có thể ngắm bắn chính xác. Lăng Phong giám cá, đám cận vệ bên kia đều là hảo thủ cả. Chiếc thuyền đám tần quyền dần rời đi, chỉ còn Lăng Phong và quận chúa kia ở trên chiếc còn lại. Hai người đứng giữa mênh mông sông nước, lại thân thể vẫn dính sát vào nhau, cảnh tượng rất là lãng mạn. Cô tắm bằng hoa nhài à? Sao ngươi biết? Quận chúa kia hỏi lại. Thì ta thích mùi này. Ta cũng thích. Lăng Phong dĩ nhiên muốn đem luôn vị quận chúa này về tống. Tất nhiên là không phải đem về làm vợ. Đánh bậy bạ, tự nhiên bắt được một quận chúa nhà Kim, giá trị rất là cao. Có khi đổi lại được cả 16 châu Yên Vân thì cũng không biết chừng. Việc giết cô ta là hạ sách. Người Kim chỉ e sẽ nhân đó mà lấy cớ trả thù. Dân chúng sẽ là người chịu tội. Lăng Phong còn nhớ lúc chiều, nhìn cảnh vài lão ngư dân trở về làng cá cạnh sông. Vậy quận chúa kia lại nghiêng người nhìn Lăng Phong. Khuôn mặt nàng nhìn nghiêng vô cùng xinh đẹp. Nàng nói. Ngươi tên là gì? Ta là Hàm Yên. Giống như muốn làm quen, nàng nói tên thật của mình ra trước. Lăng Phong dĩ nhiên không muốn nói, nhưng hắn là nam nhân, từ nãy giờ sợ đầu sợ đuôi thì cũng quá đủ rồi. Huynh đệ đều đã an toàn, hắn cười lớn. Lăng Phong, sao, thế nào, thích ta? Ta rất là thích ngươi, ở lại Bắc Kim nhá. Còn mẹ nó tả môn. Lăng Phong chửi tục luôn. Không được nói tục. Quận chúa kia giống như người yêu nhắc nhở. Nàng đang bị Lăng Phong khóa tay, nếu không chỉ sợ giơ ngón tay lên chặn mùi hắn lại. Nàng ta cả người kín mít, nhưng lại có một kiểu câu dẫn vô cùng chí mạng. Thậm chí còn chí mạng hơn cả phong cách khiêu gợi hay khỏa thân gì gì đó. Lăng Phong quyết định không dài dòng nữa, linh quang lóe lên. Hắn để nguyên khăn bịt mặt, hôn thật nhanh lên môi nàng ta. Cô gái chết tiệt này từ đầu xoay hắn như chòng chóng. Trước khi đi, không lấy lại chút lợi ích thì quả thật là xin lỗi các vị huynh đệ quá. Nếu nàng ta không mang áo bồng dày, chắc chắn hắn sẽ sờ nắn vài chỗ xem sao. Lăng Phong nhanh như cắt, đẩy mạnh quận chúa ra. Đồng thời tay cầm đào vung tròn một vòng chắn không gian lại. Hắn không loại trừ khả năng cô gái kia vừa được thả ra thì sẽ tung ám khí, nên cẩn thận vẫn hơn. Cả người Lăng Phong cuộn tròn trong không trung, phía trước đào cũng xoay tròn. Đây là thuật phân đằng trong luyện thân cơ bản. Nếu có thể quay chậm lại, cảnh tượng sẽ rất là thú vị. Tạm biệt. Lăng Phong chỉ để lại hai chữ trước khi lao thẳng xuống sông. Lăng Phong vẫn đánh giá thấp người Kim. Cũng may hắn không làm liều từ đầu. Dân tộc này nói về trình độ cùng nọ, chắc chỉ thua Mông Cổ. Ngay khi Lăng Phong nhích khỏi người quận chúa kia lộn nhào xuống sông, từ trên bờ một loạt cung tiễn đã rời cung bay đi như xé gió. Lực cánh tay của đám người Kim kia cũng thật là đáng sợ. Lăng Phong vận dụng hết khả năng lặn xuống sâu nhất có thể. Nhưng cung tiễn kia vẫn xuyên nước đuổi theo hắn. Dù Lăng Phong luyện thần pháp dưới nước không ít, nhưng vẫn bị một cây tiễn cắm vào bả vai đau đớn.
Lăng Phong thậm chí đoán cây này do tên tướng quân kia bắn ra, hy vọng là không có độc. Ở trên thuyền, Hà Miên quận chúa tay đưa lên chạm môi mình, sau đó nhạt miệng cười. Nửa ngày sau, trong một căn miếu hoang, ra đi tổng cộng 20 người, có 2 thổ hạ ưng tổ thiệt mạng, 5 người bị thương nặng, còn lại đều bị thương nhẹ kiểu Lăng Phong. Trừ Tần Quyền, cái thằng nhãi này chẳng hao tổn một cọng lông nào cả. Các huynh đệ băng bó trò nhau, Nguyệt Dung nhíu mày. Thiệu Huy là nội gián, nếu vậy bên kia đã đầu hàng hay là đã chết? Chưa chắc. Lăng Phong không khẳng định. Chính vì nội gián không biết là ai, Lăng Phong quyết định tạm thời không về phủ đại danh ngay. Bỗng Nguyệt Dung như nhớ ra điều gì đó, nói: Cô gái kia, ta thấy rất là quen. Quen? Cô ta nói mình tên là Hàm Yên. Nguyệt Dung giật mình. Hàm Yên, người chắc chắn chứ? Sao? Có thể cô ta nói bừa thôi. Không, đúng rồi. Nguyệt Dung vỗ trán, sau đó chậm rãi nói. Tư liệu và phác họa về cô gái này, nàng có ở chỗ Thiệu Huy. Lăng Phong rong chơi ở Khai Phong đến muộn nên cũng không biết. Hàm Yên quận chúa, Mộc Hàm Yên. Họ Mộc không phải là gốc nữ trần. Nghe nói họ này liên quan đến họ Mộ Dung, người tiên ti thời Ngũ Đại. Điểm yếu của người nữ trần là dân số không đông. Từ Đông Bắc đánh xuống, lãnh thổ mở rộng, chiến trường cũng dàn trải. Họ Hoàn Nhan phải kết hợp cùng các họ khác, thậm chí là ngoài tộc nữ trần. Trấn Nam Vương Mộc Anh trấn giữ phía nam của người Kim. Ông ta không thuộc hoàng tộc Hoàn Nhan, nên tước vương của ông ta là quận vương, xếp sau thần vương. Con gái quận chúa ở Kim chỉ có thể xưng huyện chúa. Chỉ có con gái thần vương họ Hoàn Nhan mới được xưng là quận chúa. Nhưng Mộc Hàm Yên không chỉ xưng là quận chúa, thậm chí sắp tấn phong làm công chúa, nhảy liền 2 cấp. Về tước vị thì còn cao hơn cả cha nàng. Nghe nói vì đương kim hoàng hậu Kim Quốc quá yêu thích Mạt Thành. Mộc Hàm Yên địa vị cao quý không chỉ vì nàng ta là bảo bối của Trấn Nam Vương, mà vì nàng còn được chọn làm thái tử phi tương lai. Hơn nữa, nàng rất là nổi tiếng, là hot girl đỉnh cấp của Kim. Thanh niên xem nàng như là nữ thần. Chẳng qua đã có thái tử nhúng tay vào thì cũng chẳng có tên nào dám ý kiến ý cỏ. Dân Kim còn đồn rằng, chẳng qua lão Kim hoàng đế đã gần 60, lại cũng khá ảnh mình lo chiến sự. Nếu không, chỉ sợ không thể để báu vật này cho con trai lão được. Hôn ước của Mộc Hàm Yên vô cùng quan trọng với người Kim, vì nó kéo được họ Mộc hùng mạnh vào. Lực lượng của họ Mộc không hề kém họ Hoàn Nhan, nhất là khi Kim, Tống hiện tại là đồng minh. Quân Trấn Nam của Mộc Anh gần như bảo toàn đủ lực lượng, trong khi quân Bát Kỳ của người Kim tổn thất không ít. Trước kia, khi người nữ chân nổi dậy chống Liêu, họ Mộc cũng đồng thời xưng vương chống Liêu. Hai bên vai vế ban đầu đã là ngang hàng. Nhưng điều này thực ra vẫn bình thường. Đoạn tiếp theo mới khiến Lăng Phong bất ngờ. Thiên Sách Phủ là cơ quan mật thám của Kim, đối thủ mới nổi của mật thám ti nhà Tống. Cơ quan này chỉ vừa mới thành lập 2 năm trước, sau khi người Kim đánh bại Liêu ở Trung Kinh Phủ Đại Định. Nhưng chỉ 2 năm, Thiên Sách Phủ đã phát lên cực nhanh, khiến mật thám ti có từ lâu đời cũng phải sinh e dè. Người thành lập Thiên Sách Phủ không ai khác chính là cô gái kia, Hàm Yên quận chúa. Nàng ta năm nay mới 18 tuổi, tức là ngay từ lúc 16 tuổi đã là thủ lĩnh mật thám của Bắc Kim. Lăng Phong há mồm. Cái gì? Làm sao có thể? Cô ta là thủ lĩnh? Rất là trâu bò đấy. Tần Quyền bên cạnh chêm một câu, tay xoa xoa vào nhau. Hai chữ trầu bò hắn học từ Lăng Phong. Lăng Phong nghĩ thầm, cô gái kia quá là đẹp. Nhưng đẹp và làm thủ lĩnh mật thám thì chả liên quan con mẹ gì đến nhau cả.
Nói cô ta làm nhân viên đi mỹ nhân kế nghe còn hợp lý một chút. Dù sao đứng đầu tổ chức kiểu này nên già lão thành tinh, kinh nghiệm đầy mình, kiểu khả lão thì mới phải. Lăng Phong vừa rồi giữ trong tay đối thủ trực tiếp nhất của mình, rồi cứ thế mà thả mất, bởi hắn chính là đô mật sứ Bắc Kim. Tại phía bên kia sông, doanh trại người Kim, Mộc Hàm Yên ngồi một tay chống cằm, một tay đùa nghịch lọn tóc. Lúc này, nàng ta đã cởi áo khoác ngoài, lộ ra dáng người mềm mại thon thả, từng đường cong duyên dáng lộ ra. Hàm Yên, sao muội lại để hắn thoát như vậy? Aka, để chúng sống chạy về có lợi hơn đấy. Mộc Hàm Yên nhẹ nhàng đáp. Người thanh niên kia là Mộc Sinh, trưởng tử của trấn Nam Vương Mộc Anh, thân là ca ca của Mộc Hàm Yên, cũng chính là tướng quân nọ. Mộc Sinh không hiểu hỏi. Có cái gì lợi? Mộc Hàm Yên đắc ý nói. Để vài tên chạy thoát, khi mà về tống, chúng sẽ tự nghi ngờ lẫn nhau. Có tên Thiệu Huy kia là đủ rồi còn gì. Ngu ngốc như hắn thì làm được gì chứ? Mộc Sinh lời nghĩ mấy cái chuyện đầu đầu kia, nói. Ta tính không bằng muội, mà có điều sao muội lại để cái tên kia khống chế dễ như vậy? Mộc Hàm Yên vừa đùa vừa nói. Từ đầu muội đã biết hắn sẽ không hại mình, nên việc gì phải lo. Sao muội chắc chắn như vậy? Cảm giác của nữ nhân, nam nhân không hiểu đâu. Mộc Sinh ỉu xìu bó tay, Mộc Hàm Yên lại đùa. Aka ngươi bị người ta chọc giận vẫn chưa nguôi à? Mà nha, đường đường Mộc Sinh tướng quân, không đánh được người ta lại đem cả nỗ trận ra dùng. Nếu ta luyện thành xuyên vân thủ, một tay cũng chụp được hắn. Mộc Sinh không phục nói. Kẻ kia cũng không tệ đâu, hắn suýt nữa phá hỏng bài bố của Hắc Lão đấy. Mộc Hàm Yên nhắc tới, có lẽ là cấm chế trong lều của nàng. Đồ vật của lão ma quỷ kia mà cũng bị... Mộc Hàm Yên hơi nhíu mày liếc nhìn Mộc Sinh. Mộc Sinh vội vàng chè miệng. Lão già kia nếu biết gã xưng hô như vậy, tám phần là sút gã bay khỏi Kim Quốc. Mộc Hàm Yên nói tiếp. Hắc lão nói gặp người như vậy thì đem về cho lão nhân gia gặp. Lần sau muội sẽ không tha cho hắn đâu. Ca cũng phải nhớ đi, biết đâu sẽ còn cơ hội gặp lại. Hắn tên là Lăng Phong. Sao muội biết tên cái thằng nhãi đó? Hỏi thì biết thôi. Mộc Hàm Yên tỉnh bơ. Lỡ đâu hắn nói bừa thì sao? Không đâu, muội nói tên thật cho hắn, hắn nói tên thật cho muội. Mộc Sinh trợn mắt. Cái cô em gái này sắp chết chuyện gì cũng tuyệt đỉnh thông minh, tại sao lại nói ra những cái câu kiểu này? Cái gì? Muội nói tên cho hắn? Thông minh quá lại hóa ngốc nghếch à? Cảm giác nữ nhân, nam nhân không bao giờ hiểu được. Mộc Hàm Yên đứng lên cười cười nói, rồi xoay người đi. Thật là hết cách, khi nào cũng là cái câu này. Mộc Sinh lại vô chán thở dài. Có điều, suốt 2 năm qua, cái cảm giác nữ nhân tưởng chừng trẻ con này lại chưa bao giờ sai cả. Trận phá thành đại định năm đó, quân Trấn Nam cũng nhờ có tiểu cô nương 16 tuổi này bày kế phản gián mà chiếm thành. Người Liêu không đánh mà hàng, thiên tổ đế của nhà Liêu phải bỏ thành tử vong. Ngay cả phụ vương Mộc Ánh kinh qua xa trường cũng phải hoàn toàn bái phục. Từ đó Mộc Hàm Yên bắt đầu nổi tiếng. Chỉ 2 năm, quân Trấn An từ Trung Kinh phủ Đại Định đánh xuống Nam Kinh phủ Tích Tân, sau đó đoạt luôn 16 châu Yên Vân của Tống, trong đó công lao của nàng không có ít. Lăng Phong khinh thường nàng ta không có bản lĩnh. Thực ra vì Mộc Hàm Yên không thích luyện võ, nàng ta thích dùng đầu óc hơn. Nếu nàng ta muốn luyện, chỉ sợ Lăng Phong cũng sẽ phải thua thiệt, bởi nàng ta được một hắc lão cao cường thu làm nghĩa nữ. Mà may cho Lăng Phong, hôm đó không làm gì liều đụng đến cái vị đồ đệ cường này, nếu không lại rước thêm một lão giả biến thái.
Mộc Sinh sực nhớ ra gì đó, vội vàng vọng ra. À, này, muội hứa rồi đấy, ngày mai theo ta trở về Tích Tân. Ừ, biết. Có tiếng đáp nhẹ vang lên. Lăng Phong nghe kể về Mộc Cảm Yên, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy khó tin. Hắn đoán cái Thiên Sách Phủ kia có quân sư đằng sau lò cả, còn cô gái kia chẳng qua là làm trò cho vui thôi. Hắn buồn cầu nhận xét. Ây, chắc là nhầm lẫn gì thôi, ta thấy cô ta rất là bình thường. Ây, để lại thấy không bình thường nha. Tần Quyền tay gõ lên bàn cảm thán. Nguyệt Dung nói. Ừ, khiến đối phương nhầm lẫn có lẽ là một khả năng của cô ta. Lăng Phong chột dạ. Ừ, cũng có lý nha. Đúng là từ đầu hắn bị sự bất bình thường kiểu vô hại và điên điên của nàng ta làm cho rối loạn, không cách nào mà nắm được. Nếu cô gái kia có khả năng mật thám vậy, vậy thái độ bình tĩnh kia không phải do ngây thơ không hiểu chuyện, mà do cô ta luyện được tinh thần, cố ý làm thế. Điều này không quá lạ, Liễu Thanh Nghi cũng có một môn tâm pháp khá là tương tự. Lăng Phong nghĩ lại mà tức ảnh ách. Hóa ra hắn uy hiếp đối phương, nhưng người ta lại không thèm để ý, vẫn tự tin như không. Còn mẹ nó, lần sau mà gặp, ông mày mà không bóp được vài chỗ, chết cũng không thả ra. Lăng Phong nghĩ thầm, sau đó thở ra. Ai, thật đáng tiếc. Đệ cũng thấy tiếc đấy. Tần Quyền ra vẻ đồng cảm. Hả, người tiếc cái gì? Thì cái huynh vừa nghĩ ấy. Nhưng ta tiếc cái khác. Thì cái đó đệ cũng tiếc. Lăng Phong giơ ngón cái, Nguyệt Dung ngơ ngác, các huynh đệ đằng sau bàn tán ý nghĩa thâm sâu của đoạn vừa rồi. Nguyệt Dung hỏi. Bây giờ chúng ta làm gì? Lăng Phong nghĩ nghĩ rồi nói. Thì về đại danh thăm dò, ai là kẻ sống sót trở về, tám phần là nội gián. Đúng đấy, còn cả cái tên gì là Cảnh Dương nữa. Tần Quyền chìm vào. Lăng Phong cũng gật đầu, hắn cũng nghi ngờ kẻ kia. Thứ nhất, vì hắn và Cảnh Dương không ưa nhau, có chuyện gì dĩ nhiên là nghi ngờ đối thủ đầu tiên. Thứ hai, Cảnh Dương là người duy nhất không sang sông. Đương nhiên, không qua sông còn qua Lăng Hổ, nhưng Lăng Hổ thì Lăng Phong tuyệt đối không nghi ngờ. Lăng Phong nói tiếp. Ngoài ra, không loại trừ nằm ngay trong chúng ta, cụ thể là trong miếu này. Người nghi ngờ người của ta? Nguyệt Dung trợn mắt. Lăng Phong nhếch mép. Ta tin tưởng đội của ta, chỉ còn lại ưng tổ của cô, kể cả là cô. Nguyệt Dung không tin nổi, đứng lên. Người có biết hai người tổ đội ta đã chết không? Người lại còn nói câu đó. Lăng Phong chỉ cười. Khoảnh khắc vừa rồi, Lăng Phong cố ý nhấn mạnh câu nghi ngờ, đồng thời tỏa thần thức ra sau quan sát nét mặt từng người. Sói tổ, Lăng Phong không mảy may nghi ngờ ai, đây đều là huynh đệ bấy lâu. Hơn nữa, việc hắn vào mật thám tí vô cùng ngẫu nhiên. Người kim thần thông đến mức có thể biết trước mà cài người vào, Lăng Phong trực tiếp đầu hàng cho nhanh. Ưng tổ chỉ còn lại 6 người, không ai biết Lăng Phong có khả năng nhìn sau lưng. Bởi vậy đề phòng của bọn họ đã giảm xuống mức thấp nhất, nếu có biểu hiện gì đều hiện ra mặt. Khi Lăng Phong nói những câu kia, hắn thấy có một kẻ có phản ứng màu da mặt hơi tái, khác hẳn những người còn lại. Đã xác định được kẻ tình nghi, nhưng Lăng Phong vẫn nhìn Nguyệt Dung nói. Ngươi có thể nghi ngờ ta, tình trạng của ngươi bây giờ bị ta bán đứng thì cũng không biết. Ngươi... Nguyệt Dung gần như rối loạn. Nàng chột dạ, Lăng Phong nói cũng đúng. Nàng không giỏi mấy cái chuyện phân tích đầu đầu. Từ khi xảy ra chuyện, nàng chỉ biết dựa cả vào Lăng Phong, hắn chỉ đầu thì nàng đánh đó. Nhưng lúc này cần đoàn kết lại, Lăng Phong lại đi châm một mồi lửa nghi kỵ giữa hai người. Nguyệt Dung thực sự muốn đánh Lăng Phong cho hạ giận. Thực ra, Nguyệt Dung đã có đối tượng để nghi ngờ, chính là Cảnh Dương.
Trước khi qua sông, Cảnh Dương dặn dò nàng chỉ cần ở ngoài quan sát Lăng Phong, không cần mạo hiểm theo vào. Chính vì thế, lúc hành động, nàng có một đoạn chần chờ. Lăng Phong đứng lên, né mắt Tần Quyền đi ra. Ra ngoài, Tần Quyền hỏi: Thư ca, sao vậy? Hay, đệ biết tra khảo không? Thì một chút, nhưng đệ không chắc là có hiệu quả bao nhiêu đâu. Vậy chỉ cần có phong cách một chút là được, Lăng Phong nói. Huynh yên tâm, đảm bảo là ấn tượng. Nhưng mà huynh đã tìm ra kẻ đó rồi à? À, 5 phần, tên đẻ râu bị thương ở ngực. Tần Quyền gật gật đầu, nói tiếp. Vậy làm âm thầm hay gọi cả nữ tổ trưởng kia? Lăng Phong nghĩ nghĩ rồi nói. Thì gọi cả cô ấy. Cô ấy lúc này khá là khủng hoảng, không nên bỏ rơi. Thư ca, cao tay, cao tay. Tần Quyền giơ ngón cái. Cao tay là cái gì? Ê, huynh lại còn vờ vịt. Lúc này giang tay ra đỡ, người ta không ngả vào lòng mới là lạ nha. Đòn lạnh lùng vừa rồi của tứ ca, tiểu đệ phục. Cút, ông mày đang nghiêm túc đấy, Lăng Phong chửi. Lát sau, Nguyệt Dung không tình nguyện dẫn kẻ tình nghi kia ra một góc miếu. Lăng Phong phủ đầu luôn kẻ kia. Mời ngồi, nhanh gọn thế này thôi. Ta biết người là nội gián, tạm thời ta sẽ không hỏi nhiều lắm. Đại loại tên tuổi, tiểu sử, tại sao lại phản bội, điểm yếu thế mạnh, kế hoạch tương lai, mức lương đề nghị cái đã, cứ cầu xúc tích là được. Tên kia ngơ ngác. Tần Quyền đằng hắng. Lăng Phong xấu hổ, con mẹ nó, quên mất tiêu. Phong ca nhầm thành tuyển dụng nhân viên vào công ty. Tần Quyền nghiêm túc hơn, chẳng nói chẳng rằng đi ra ngoài. Lát sau bệ vệ ôm một cục đá to khủng bố đi vào, đặt ngay trước mặt tên kia. Tần Quyền gõ nhẹ lên đá, sau đó quỳ một chân, xòe bàn tay chưởng một cái thật mạnh xuống. Chỉ thấy khối đá lõm xuống khoảng 3 thốn, hình thù nguyên dạng bàn tay của Tần Quyền. Xung quanh triệt để im lặng. Có mẹ nó, cái thằng nhãi này công phu kinh thật. Lăng Phong không khỏi bội phục, lần đầu thấy Tần Quyền thi triển môn này. Lăng Phong cũng biết Tần Quyền có không ít môn phù. Một bộ Lạc Anh kiếm pháp, nghe nói trong giang hồ ít ai biết đến, đêm nọ chống lại cận vệ của Triệu Hành đã từng dùng tới. Một bộ Liên Hoàn thủ pháp, còn nhớ lúc Tần Quyền làm canh cửa cho Phong Vân Tơ Lụa, đám đệ tử Long Bác Khôn bị gã đứng một chỗ tát bay từng thằng một, chính là cái môn này. Ngoài ra, Tần Quyền còn có một bộ thần pháp rất là linh hoạt không rõ tên, lần đi áp tiêu, thậm chí tránh được cả cung tiễn. Lần này lại thêm một bộ trưởng pháp bá đạo, xem chừng tên Quyền này còn giấu nghề không ít. Tần Quyền nhìn ven lõm thở dài. Lâu không có luyện, chỉ sau được chừng này. Các vị đợi chút, để ta kiếm cục khác. Thôi, ta khai là được chứ gì? Tên kia hoàn hồn la lên. Gã từ lúc bị Lăng Phong gọi ra phán nội gián đã chột dạ không ít. Tên trẻ tuổi họ Tần kia lại chả nói năng gì, cứ thế mà làm trò, ý tứ uy hiếp còn nặng hơn. Gã này cũng chẳng phải tử sĩ thả chết không khai, đành đầu hàng cho nhanh. Phần Nguyệt Dung càng nghe kẻ kia khai ra thì lại càng tức giận. Chư vị vừa nghe xong tập 38 của bộ truyện Mật Thám Phong Vân. Thế ra cái vụ áp sát kia bị phát hiện là con nội gián. Vậy câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào? Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 39 vào ngày mai. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn.